Chia sẻ với Vietnamnet, nhạc sĩ Tô Hiếu kể diễn viên Thương Tín bất ngờ đến nhà anh khoảng 2 tháng trước. Lúc ấy, ông ấy rất gầy gò, tiều tụy. Anh Tín nói ở Sài Gòn quen rồi, sống ở Phan Rang được, nhưng về nhà trọ thì không có tiền chi tiêu. Anh nhắc lại lời hứa chăm lo anh của tôi ngày xưa. Hiện tại, anh không còn ai giúp, anh đến ở với tôi được không? Tôi đồng ý ngay, không chần chừ, nhạc sĩ nói. Tôi hiểu biết mọi chuyện ồn ào từng xảy ra đến với diễn viên Thương Tín những năm gần đây, nhưng anh không quá bận tâm. Với anh, điều quan trọng là Thương Tín tuổi cao sức yếu, trong người có bệnh, cần được đùm bọc. Là học trò nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, Tô Hiếu từng gặp gỡ diễn viên Thương Tín từ thời trẻ. Vì vậy, chứng kiến người nghệ sĩ xa cơ lỡ vận, anh từng chủ động tìm, liên hệ ông để giúp đỡ. Kể từ ngày dọn về nhạc sĩ Tô Hiếu, diễn viên Thương Tín sống vui vẻ, khỏe mạnh. Thời gian trước, ông sống trong cảnh túng quẫn, không tiền bạc, cộng thêm stress nặng vì đọc bình luận trên mạng xã hội nên sức khỏe tinh thần xuống dốc nghiêm trọng. Sau hơn 2 tháng ăn ngủ điều độ, Thương Tín tăng cân, đầy đặn hơn. Nhạc sĩ Tô Hiếu vốn nhận nuôi người Nhạc sĩ Tô Hiếu vốn nhận nuôi 3 người đàn ông cùng trang lứa với diễn viên Gạo Cội nên 4 người thân thiết rất nhanh. Anh chuẩn bị phòng riêng cho cả 4, nhưng họ nhất quyết không ở với nhau. Mỗi ngày, Thương Tín và 3 người bạn già cùng nhau nấu ăn, uống trà, trò chuyện và dọn dẹp nhà cửa. Trùng hợp, cả 4 người đều nấu ăn giỏi và thích nấu ăn. Nhà anh có người phụ trách mua thực phẩm để sẵn trong bếp, ai muốn ăn gì sẽ tự nấu. Lần nào về nhà, tôi thấy các anh trò chuyện rôm rả, lòng mình rất vui. Bốn ông sống rất hòa thuận, đầm ấm. Dĩ nhiên đôi lúc họ bất đồng quan điểm, gây chiến, nhưng cùng nhau làm lành, Tô Hiếu kể. Nhạc sĩ thường xuyên hỏi han Thương Tín ăn ngủ thế nào, có cần gì không. Anh khuyến khích 4 người đàn ông vận động, đi dạo gần nhà để giữ gìn sức khỏe. Nếu buồn chán, họ có thể rủ nhau đi uống cà phê hoặc ra chợ mua sắm. Tôi đã dặn chủ quán cà phê cứ để các ông uống, tính tiền để tôi gửi lại. Việc các anh chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên tôi sẽ không ủng hộ anh Tín chơi bời nhậu nhẹt. Chuyện đó không nên, ảnh hưởng sức khỏe mà tôi không kiểm soát được rủi ro xảy ra đến với anh, Tô Hiếu cho hay. 2 tháng qua Tô Hiếu giấu kín chuyện Thương Tín ở nhà mình. Anh muốn ông được yên ổn, tránh có người tìm đến quấy rầy. Suốt thời gian này hầu như chỉ có Thanh Tùng, con trai Thương Tín đến nhà thăm bố. Nhạc sĩ khuyên ông không nên gặp người lạ hay đọc thông tin trên mạng. Theo Tô Hiếu, tính cách Thương Tín cũng thay đổi nhiều. Ngày nào ông cũng nói cảm ơn nhạc sĩ Tô Hiếu cứu mang mình. Thương Tín biết lắng nghe, suy nghĩ và cũng thông thoáng hơn. Về những chuyện đã qua, Tô Hiếu phân tích lại cho Thương Tín nghe. Ông đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Điều Tô Hiếu lo lắng là diễn viên Thương Tín không chịu đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mỗi khi anh và Thanh Tùng đề nghị, ông lại gạt phắt đi, phủ nhận chuyện có bệnh. Có lẽ anh ấy sợ đi khám sẽ phát hiện nhiều bệnh trong khi mình lại không có tiền điều trị, trở thành gánh nặng. Hiện tại, nhìn bên ngoài thì anh ấy rất ổn, khỏe mạnh, nhạc sĩ nói. Ngoài ra, Tô Hiếu và Thanh Tùng cũng rất quan tâm chuyện diễn viên Thương Tín có dấu hiệu bị lẫn. Anh kể, anh thỉnh thoảng quên này quên nọ, có những chuyện anh vừa nói xong, sau đó nói lại 2-3 lần. Tô Hiếu ấp ủ dự định thực hiện MV và đêm nhạc Thương Tín. Là nhạc sĩ, anh có thể thấy tiềm năng trong giọng hát của ông. Diễn viên Gạo Cội từng đi hát nhiều nơi nên có kinh nghiệm, cột hơi khá vững, hát chắc nhịp. Tô Hiếu muốn sản phẩm âm nhạc lưu lại những hình ảnh đẹp, ngay cả khi sau này ông không còn tại thế. Anh muốn ông có thể nhận tiền từ công sức lao động của mình.